Bỏ mạng vì giáo viên mầm non nhốt trẻ trong nhà vệ sinh, nhốt trẻ vào máy vặt lông gà. Quý vị thính giả thân mến, ngày 28 tháng 3, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mỹ Đức, Hà Nội vừa có văn bản đình chỉ tạm thời việc giảng dạy của hai cô giáo liên quan đến vụ việc bỏ quên học sinh ở nhà vệ sinh. Trước đó, theo phản ánh của phụ huynh học sinh, cô giáo tên VH, giáo viên tại trường mầm non Hương Sơn trên địa bàn thôn Yên Vĩ, xã Hương Sơn, đã nhốt bé gái 4 tuổi trong nhà vệ sinh. Đến khi tan học, bà nội của bé đến đón cháu nhưng không thấy cháu đâu. Sau đó, gia đình cháu bé tiếp tục đến trường để tìm cháu nhưng không còn giáo viên nào ở trường vì lúc đó đã hết giờ làm việc. Sau một hồi huy động mọi người tìm nhưng không thấy cháu bé, gia đình đã nhờ Ủy ban Nhân dân xã Hương Sơn thông báo sự việc cháu bé mất tích lên loa phát thanh xã vào lúc 20 giờ tối 21 tháng 3. Lúc ấy có người dân đi qua trường và nghe thấy tiếng khóc bèn trèo vào trong tường thì thấy bé gái đã khóc sưng mắt trong nhà vệ sinh của trường. Khi nghe loa phát thanh trên xã thông báo có học sinh mất tích, cô giáo tại trường mầm non Hương Sơn mới nhớ ra và gọi điện cho đồng nghiệp là trước đó mình đã nhốt học sinh 4 tuổi kia vào nhà vệ sinh. Hết giờ giáo viên này ra về và quên luôn học sinh đang bị nhốt. Đây không phải là vụ việc đầu tiên giáo viên mầm non bị đình chỉ vì tắc trách trong giảng dạy, hành xử không đúng mực gây hậu quả nghiêm trọng đến thể xác và tinh thần của học sinh. Chỉ cách mấy ngày, 24 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng, Lào Cai cũng phải ra quyết định về việc tạm đình chỉ công tác với bà Vũ Thu Hằng, hiệu trưởng trường mầm non xã Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai vì hành vi phản giáo dục. Trước đó, để dỗ nín một học sinh 4 tuổi, cô hiệu trưởng trường này đã dùng biện pháp dốc ngược đầu trẻ xuống máy phạt lông gà của trường và dọa nếu không đến sẽ cắm điện. Ngày 6 tháng 2 trước đó, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hai Bà Trưng cũng phải đình chỉ việc đứng lớp của hai cô giáo mầm non, trường mầm non Sen Vàng và Giải Thể trường này vì vụ việc liên quan đến bạo hành trẻ. Cụ thể trước đó, vì trẻ mắc lỗi, hai cô giáo mầm non đã ra tay với trẻ bằng hình thức cầm dép đập thẳng vào đầu, vào mặt và lên gối thúc vào bụng trẻ. Sau đó 4 ngày 10 tháng 2, cô giáo mầm non Ngô Thị Thùy Linh, trường mầm non Thanh Xuân Nam, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa đã bị đình chỉ vì dùng đũa đánh bầm tím đùi một học sinh. Đình chỉ giảng dạy là hình thức kỷ luật cao nhất mà các giáo viên mầm non phải gánh chịu sau những sai lầm. Tuy nhiên, điều mà nhiều người day dứt đó là việc xử lý đã nghiêm, tại sao các vụ bạo hành trẻ trong trường mầm non vẫn liên tiếp diễn ra và ngày càng nhiều. Nói về vấn đề này, Thạc sĩ Nguyễn Thu Hương, chuyên gia tư vấn tâm lý học đường tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng áp lực công việc chính là nguyên nhân lớn nhất gây ra những sự cố bạo lực trong trường mầm non. Bà Hương nói, giáo viên mầm non công việc rất nặng nhọc, thời gian phải làm việc nhiều hơn giáo viên bình thường. Bên cạnh đó, cơ chế lương phụ cấp lại quá thấp, môi trường làm việc chịu chi phối nhiều từ chủ trường và phụ huynh. Nguyên nhân khác, theo tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, hành vi bạo lực chỉ xảy ra với những giáo viên thường hành xử với trẻ theo bản năng nhiều hơn là kỹ năng nghề nghiệp được tập huấn. Ông Lâm nói, trong nhiều tình huống như trẻ khóc, không nghe lời, không chịu ăn, cô giáo thiếu kinh nghiệm thường dễ lúng túng, không biết cách xử lý sẽ dẫn đến hành động dùng vũ lực để áp chế cho trẻ sợ. Cũng có những giáo viên đã được nhắc nhở, có nghiệp vụ, kỹ năng nghề nhưng vẫn mắc sai sót, sẵn sàng đóng cửa lớp, vứt trẻ bên ngoài hoặc đánh trẻ. Đó là những giáo viên thiếu lương tâm nghề nghiệp, thiếu tình thương và không có đạo đức nghề nghiệp. Theo ông Lâm, để chấm dứt bạo lực học đường, cần tạo môi trường sư phạm tốt cho giáo viên, nâng cao kỹ năng sàng lọc kỹ những giáo viên không đủ phẩm chất năng lực. Ngoài ra còn phải có cơ chế phù hợp về lương phụ cấp cho giáo viên mầm non.